Chúng ta sang phần tiếp theo là phần bao giờ, đúng không? Bao giờ? Bao giờ? Bao giờ thì nó biết rằng là có hai loại đúng không? Bao giờ tan và không tan. Tan. Nó có các bao giờ là các bao giờ như sau. Bari, Kali, Kansi, Khan, Maze này đây. Cái bao giờ tan này. Nó có Nhamat, KOH, BAOH hai lần, CAO hai lần. Đây là các bao giờ mà chúng ta thường xuyên va chạm nó tan. Bao giờ không tan? Như COOH hai lần, Maze hydroxide, đúng không? Nhôm hydroxide, sắt hydroxide, sắt 2, sắt 3, đúng không? Những bao giờ mà phải va chạm thử rất nhiều, đúng không? Hay kẽm hydroxide của chúng ta. Thế thì bao giờ có những phản ứng nào? Bao giờ phản ứng đầu tiên, đương nhiên rồi, đúng không? Đây, bao giờ tan phản ứng các oxit, acid, đúng không? Một, tác dụng đó cả oxit, acid. Hai là tác dụng với cái gì đó? Acid tác dụng bao giờ đúng không? Thì bao giờ tác dụng với cả acid là biết xem rồi đúng không? Ở bên kia rồi. Đây. Bây giờ không ghi lại nữa. Thứ ba. Bao giờ còn tác dụng với cả muối? Tác dụng với muối. Tạo thành các cái tủa. Ví dụ như sau. Ví dụ nha. Ví dụ như là NaOH. Nó có Mg Cl2 hay là Mg O2 hai lần cái tủa màu trắng, đúng nào? Nó cả 2 NaCl. 2 NaCl. Đúng rồi, 2 NaOH. Phần số 3 là muối rồi, phần số 4 là bao giờ tác dụng với gì? Phần số 4 đó là các bao lỗi nha. Phần số 4 là các bao giờ không tan này, đúng nào? Sẽ bị nhiệt phân. Bao giờ không tan? Không tan. Bị nhiệt phân. Lấy ví dụ như sau. Ví dụ là nhôm hydroxit chẳng hạn. AlOH 3 lần. Nhiệt phân thành là Al2O3 và nước. Đây là 2 lần, đây là 3 lần. Đúng không? Chú ý đây có thằng FeO2 lần này. FeO2 lần này nếu như phân trong không khí ấy, thì nó có cả oxy nữa. Và cái oxy đấy nó sẽ phản ứng với cả FeO sinh ra thành Fe. Thì đó, 2O3. Cho nên viết luôn như này. FeOH 2 lần. Nó có oxy, đúng nào? Nhiệt phân thành là Fe2O3 với cả nước. Ví dụ đây là 2 lần. Đây là 2 lần. Đây 1 phần 2 oxy. Nhiệt độ lên. Đúng nào? Đây là 4 chất cơ bản của bazơ nó va chạm. Rất là oxit acid, bazơ tác động với oxit acid như trên kia, đúng nào? Bazơ tác động với acid như bên này. Thứ ba là cái bao giờ dùng muối là kết tủa. Giờ các cái muối nào đấy tạo với bao giờ kết tủa thì phản ứng thôi. Thứ tư là bao giờ không tan bị nhiệt phân thì chúng ta oxit và nước. Đây có chú ý là FeOH 2 lần nếu đun cho không khí nhá thì sẽ có oxy nữa nên là thành Fe2O3 và nước. Được nào? Như vậy ta có đã xong phần bao giờ. Chúng ta sang phần số 4 đó là muối. Muối 4 này. Muối. Thì đây những phản ứng cơ bản của muối như sau. Phản ứng đầu tiên đó là cái kim loại mạnh sẽ phản ứng với muối tạo thành cái kim loại yếu hơn.
Đúng không? Một, tác dụng với cái loại mạnh, mạnh hơn trong muối, mạnh hơn kim loại ở trong muối. Ví dụ như này, nó có như sau: sắt sẽ phản ứng được với muối đồng sunfat để tạo thành là đồng kim loại và sắt sunfat. Ví dụ như sau: sắt tạo được là đồng sunfat thành là sắt sunfat cộng với cả đồng kết tủa. Thế nào? Cứ cái loại đứng trước đẩy cái loại đứng sau ra khỏi muối theo cái dãy điện hóa này. Đúng không? Tiếp theo là cái phi kim, nó tác dụng với phi kim mạnh hơn phi kim ở trong muối. Ví dụ như là clo tác dụng với cả NaBr, natri bromua sẽ tác dụng là NaBr sẽ tạo ra Cl cộng với cả Br2 hai lần đúng không? Hay là brom tạo ra cả NaI hoặc là nào NaBr và iốt. Số 3 là muối tác dụng với cả axit đúng không? Tác dụng với axit. Axit. Số 4 tác dụng với bazơ đúng không nào? Đây bazơ đây. Đây tại cái tủa. Và số 5. Số 5 đó là tác dụng với muối tạo thành kết tủa. Ví dụ như sau, nó có ví dụ như sau. Ví dụ như là NaCl đúng không? Cộng với cả AgNO3 thành NaNO3 cộng với cả AgCl kết tủa. Hay là K2CO3 cộng với cả BaCl2 thành là BaCO3 kết tủa và cộng với cả KCl 2KCl. Đó là ví dụ như này, cứ tạo kết tủa là nó sẽ ok. Đó là như vậy, ba muối có 5 tính chất khoa học cơ bản. Một, tác dụng cái kim loại mạnh hơn trong cái muối đấy thì sẽ đẩy cái kim loại yếu hơn trong muối ra khỏi muối. Đúng nào? Thứ hai, phi kim như vậy, phi kim mạnh để cái phi kim yếu ra khỏi muối. Thứ ba là muối tác dụng với cả axit. Thứ tư là muối tác dụng với cả bazơ. Thứ năm là tác dụng với cả chính muối khác, đúng là tạo thành kết tủa. Đây là năm chất hợp học rất là cơ bản của muối.